4 năm qua bắt nguồn từ sự kiện Sài Gòn Code Tour và hiện nay đã trở thành một cái platform, nền tảng dùng để kết nối cộng đồng yêu công nghệ cũng như là đam mê lập trình cũng như là không ngại thử thách với nhau. Tại vì thông qua cái việc mà các bạn tham gia vào những cái kỳ Code Challenge khác nhau thì một phần nào đó các bạn đã sống đúng với tinh thần là đón nhận thách thức Ambition Challenges của VNG, cũng như là thông qua các kỳ Code Tour thì các bạn cũng học hỏi được thêm nhiều điều và từ đó là phát triển con người của mình. Các kỳ thi ở Việt Nam mà được chuẩn bị thì thông thường nó sẽ nhắm đến một hoặc hai đối tượng chính là hoặc là chỉ cấp 3 thôi hoặc là chỉ đại học thôi, nhưng mà Code Tour thì nó nhắm đến cả hai đối tượng. Và về phần đề bài thì em cũng thấy đề bài của Code Tour nó cũng được chuẩn bị khá là kỹ. Mình biết đến cuộc thi Code Tour qua một số bài chia sẻ trên mạng xã hội tổ chức vào tối thứ bảy ấy. Mình thấy rất hợp để mình rèn luyện code với lại thuật toán, thì nó sẽ giúp mình học những cái kiến thức về computer science nó dễ hơn. Thì ví dụ như là mình áp dụng cho công việc của mình, học những kiến thức mới nó sẽ dễ hơn, khả năng code của bạn nó sẽ hiệu quả hơn. Nếu có một từ cho Code Tour 2022 thì với mình đó sẽ là từ tuyệt vời. Mình cũng muốn là cái cộng đồng về thi lập trình thi đấu kiểu này nó sẽ rộng hơn, bởi vì là ngoài việc là mình được trau dồi với cái đam mê về giải thuật thì nó còn là giúp mình kết nối được với nhiều bạn hơn, thì từ đó có thể chia sẻ về công việc, về việc làm.